999 triệu là giá của chiếc xe mà tôi đang chào bán đứng ngay bên cạnh tôi. VinFast Lux A 2.0 Turbo bản full premium cao cấp nhất. Đăng ký lần đầu 2020 đã chạy được 1,4 vạn rồi. Biển Hà Nội một chủ từ đầu, màu trắng ngọc trinh và nội thất là da Napa màu kem sáng. Đây có lẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời nhất ở trong tầm giá khoảng 1 tỷ đồng ở thời điểm hiện tại. Bây giờ với ngân sách khoảng 1 tỷ đồng, anh em sẽ mua được một số các mẫu xe mới. Ví dụ như sedan này thì mình sẽ mua được những chiếc xe hạng C, giả sử như Elantra 2.0, Elantra 1.6 Turbo, hạng D có Kia Optima, tầm tầm như vậy, chưa đủ để mua Camry. Nhưng mà chỉ với 999 triệu anh em sẽ có ngay chiếc xe này, một chiếc xe tuyệt vời nhất ở trong phân khúc, hỗ trợ tốt nhất từ nhà sản xuất, cộng đồng người dùng ngày càng phát triển, và đặc biệt đó chính là tình yêu với Việt Nam. Chiếc VinFast này là một trong những chiếc xe màu trắng hiếm hoi trên thị trường hiện tại đang chào bán. Màu đen có rất nhiều nhưng màu trắng thì thực sự hiếm. Anh em có thể nhìn qua cái nước sơn của VinFast chẳng thua kém bất kỳ một mẫu xe nào trên thế giới cả. Hệ thống khung gầm, hộp số, động cơ được phát triển từ nền tảng của BMW 5 Series. Chúng ta không cần phải bàn cãi quá nhiều về cảm giác lái sướng như thế nào, khung gầm chắc chắn như thế nào, ôm cua như thế nào, tăng tốc cũng không có gì để phàn nàn cả. 228 mã lực, anh em sẽ chỉ thua kém 30 mã lực so với C300 AMG thôi, cùng là hệ dẫn động cầu sau. Hộp số mà VinFast sử dụng là hộp số ZF 8 cấp, một hộp số cực kỳ tuyệt vời mà chỉ áp dụng trên những dòng xe sang, dòng xe địa hình thôi. Anh em có rất nhiều option ở trên mẫu xe này. Ví dụ toàn bộ giải đèn LED hết, đèn LED, cảm biến xung quanh không thiếu gì cả, cam 360 rất đầy đủ. Không biết anh em đánh giá thế nào về cái mặt ca lăng cũng như là cái tạo hình của cái đèn này. Thực sự cá nhân tôi thấy rất ấn tượng. Đặc biệt khi mình đi trời tối thì nhìn từ một phạm vi rất xa, anh em cũng có thể định hình ngay lập tức đây là xe Vin, không lệch đi đâu được. Đây, ở phần bên hông anh em sẽ có một bộ mâm cực kỳ thể thao 19 inch. Nó đẹp hơn rất nhiều so với trên phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản Plus nâng cao. Rất thích. Phải nói là lúc đầu tiên tôi nhìn thấy cái lốp này nó mỏng này, tôi nghĩ là nó sẽ ồn đấy. Nhưng mà khi chạy rồi mới biết, phải nói VinFast cách âm cực kỳ tốt luôn. Gương này, chỉnh điện, cụp điện, xi nhan trên gương, cam 360, chẳng thiếu gì cả. Tay nắm cửa cùng màu thân xe, tất cả là một thể cực kỳ thống nhất, hoàn hảo. Ở phần này thì mang rất nhiều phong cách của xe Đức, vuốt một cách rất là gọn gàng, mạnh mẽ và nghe tiếng này. Đấy, chắc nịch luôn. Phần đầu xe thì toàn hoàn toàn đèn LED, đuôi cũng vậy, không thua kém gì cả. Cảm biến xung quanh, hệ thống cam lùi của cam 360, cốp điện. Nói chung về option trang bị thì có lẽ nó ăn đứt gần hết các trang bị trên thị trường rồi, các mẫu xe trên thị trường rồi. Cốp nhá, sâu tít vào tận trong luôn. Đấy, không có lốp dự phòng, anh em sẽ chỉ có bộ tự vá với lại bơm thôi. Bơm phải dùng tích cực. Đây, mời anh em khám phá thứ mà tôi ấn tượng nhất ở chiếc xe màu trắng nội thất kem này. Đó chính là nội thất. Các chất liệu như là kim loại này, da gỗ được sử dụng rất nhiều, và đặc biệt đây là da Napa nhé. Da Napa là da của những cái con động vật non, nó càng dùng nó càng mềm. Đây, tôi sẽ ngồi thử luôn. Quá thoải mái luôn. Một chiếc xe mà theo quan điểm của tôi thì phải xếp nó vào mẫu xe D cộng, rộng lắm. Phía sau này mình có đầy đủ những gì mà hàng ghế sau cần. Ví dụ điều hòa, hai vùng độc lập, tự động điều chỉnh nhiệt độ, cổng sạc điện thoại 12V, thậm chí là còn có cả ổ cắm 230V nữa. Cùng với đó, phía sau này thì anh em sẽ có một cái kệ tùy tay rất thích, vừa phải. Một tư thế ngồi phải nói là hết sức thoải mái luôn. VinFast thế hệ này được coi là thế hệ đầu tiên của dòng Lux A thôi, mà họ đã phải nói rất xuất sắc trong cái quá trình mà thiết kế này, hoàn thiện. Nó cũng sẽ có một số cái điểm yếu thì tí tôi sẽ chia sẻ với anh em để mình nắm được. Ghế nhá, rất ôm, ghế lái ôm người lắm, chỉnh điện hết, nổ máy luôn nhỉ.
Có hai thứ để anh em rất dễ dàng nhận ra BMW: linh hồn, vô lăng và cần số là hai thứ mang rất nhiều phong cách và thừa hưởng cái thiết kế của BMW, gần như là chuẩn zin 100% luôn nha. Start stop khởi động thông minh này, hệ thống dừng ngắt động cơ tạm thời này, hỗ trợ đổ đèo này, tắt bật cảm biến này, phanh tay điện tử, chẳng thiếu gì. Phía bên trong này anh em còn có cả sạc 2.0 này, cũng như là sạc không dây chuẩn QI. Vô lăng trợ lực vừa phải, không quá nhẹ, nếu mà nhẹ quá thì lái thích thôi nhưng nó bồng bềnh lắm, anh em chạy tốc độ cao là sẽ hơi nguy hiểm. Toàn bộ hệ thống đèn sẽ tập trung ở bên này nhá. Đây, cam 360, màn hình đầy đủ, túi khí xung quanh xe, cả mọi hệ thống âm thanh vòm, chả chê được gì cả. Nói thôi không phải là không có gì để chê đâu, bây giờ tôi sẽ chê một số thứ để cho anh em nhìn thấy này. Đầu tiên là chất lượng hoàn thiện. Ví dụ anh em nhìn nhé, đây là gỗ này, đây là bạc với chrome rất đẹp. Nhưng lui xuống dưới này, cái này lại hoàn toàn bằng nhựa. Những cái nút bấm này tất cả 100% nhựa hết. Nếu mà ở đây pha thêm kim loại này, ốp gỗ ở khu vực này nó sẽ chỉn chu hơn, thứ nhất. Thứ hai nữa là anh em có thể nhìn thấy này, ví dụ như những cái khớp nối, những cái chi tiết sát cạnh này này, là vin tôi khẳng định luôn là hoàn thiện chưa được tốt lắm, nó chưa khít. Và đây anh em nhìn ngay cả những cái chi tiết này như thế này, cái chất liệu của nó tôi vẫn cảm thấy chưa hài lòng cho lắm. Thêm một cái nữa mà tôi không thích, đó chính là mặc dù sở hữu một khối động cơ 228 mã lực, chạy rất sướng, dẫn động cầu sau hộp số 8 cấp, nhưng cái điểm thiếu nhất của VinFast trên cả SA cũng như là A, đó chính là chế độ lái. Vin không trang bị bất kỳ một lựa chọn chế độ lái nào khác ngoài chế độ lái mặc định. Thực ra cái này thì sẽ rất khó. Ví dụ này, khi mình chuyển sang chế độ Sport ấy, thì ECU lúc này phải can thiệp về động cơ này, về kim phun nhiên liệu này, về cảm biến chân ga này, về hệ thống phanh, hệ thống lái, cân bằng điện tử. Đó là những thứ mà bắt buộc hệ thống phải can thiệp khi mình chuyển cái chế độ lái khác nhau. Nếu mà trong tương lai ở phiên bản version 2, phiên bản nâng cấp, Vin có thể bổ sung được thêm những cái sự lựa chọn này thì tôi nghĩ sẽ rất tuyệt vời. Ví dụ mình có chế độ lái Sport này, thể thao, chạy rất sướng, còn sướng hơn cả bây giờ luôn. Thêm nữa mình có chế độ lái Normal để tiết kiệm nhiên liệu, Eco để tiết kiệm, Smart thì sẽ học rất nhanh cái hành vi lái xe của tài xế để sau này nó áp dụng một cách triệt để luôn. Thì đấy là những thứ mà tôi cảm thấy là Vin nên bổ sung, còn lại thì ok thôi. Chẳng qua là những cái này mình sẽ hoàn thiện tốt hơn ở trong một cái phiên bản nâng cấp. Nhưng mà hiện tại chiếc xe này ấy, 999 triệu một chiếc xe lướt chạy 1,4 vạn thì tôi nghĩ là một mức giá cực kỳ hợp lý cho anh em nào đang quan tâm cái dòng xe sedan dành cho gia đình, đòi hỏi kiểu dáng đẹp, thiết kế đẹp, chạy sướng, an toàn, option nhiều, và đặc biệt là thương hiệu Việt. Ok, nếu anh em có bất kỳ một câu hỏi, một thắc mắc nào hoặc muốn lái thử cái dòng xe này thì xin vui lòng ghé qua 89 Trần Thái Đông, Việt Nhật Auto để trải nghiệm trực tiếp. Cảm ơn anh em, và anh em đừng quên like, subscribe cũng như đăng ký ủng hộ kênh. Hẹn gặp lại anh em trong những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.